Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ nha. Video này thì Khải mua cho chuyện kháng cả 11 nam cho ạc đường môn của là Khải anh em ơi. Ạc đường môn 79. Đỡ Khải soi cho anh em xem xét đồ luôn. Hiện tại bây giờ thì chưa ăn event xong nên là chưa soi được. Từ đó xong xuôi xét đồ thì Khải sẽ soi cho anh em xem luôn. Tầm này thì giấu một tí thôi cho nó hấp dẫn anh em. Tôi khá giao dịch gia truyền cho nó nè. Đó, cái này là được môn 79. Hôm nay thì chưa soi đồ được nha anh em ơi. Để xong xét rồi khá cho soi luôn. Bật mí cho anh em một tí là xét đồ ạc đường môn này sẽ được là trên 45 có thể lên được 60 thân pháp và 120 lâm chậm cho anh em. Đó, bật mí cho anh em xét đồ đường môn của Khải. Kháng là trên 30, kháng trên 30, kháng banh 30, kháng hỏa 30. Còn lại là 120 làm chậm và lượng thông pháp trên 45 hoặc có thể đến 60. Đó, bật mí anh em như vậy thôi. Còn hiện tại bây giờ Khải chưa soi được nè. Bữa nào xong xuôi đâu đó Khải sẽ soi cho anh em xem kỹ hơn. Và xét đồ nó sẽ cụ thể hơn cho anh em. Tí nữa xong cái boss tiểu này Khải sẽ làm cho anh em xem. Khải sẽ đưa soi ạc cho anh em xem. Lên hoạt động bot đàn sát nó là đàn sát điện. Anh em xem đừng quên cho một like nha. Lên trình bot này mà thì nó có bảo kê ở đầu thám, bảo sao nó không nhận được quả ấy. Đầu thám nó bảo kê mà đâu Khải sắm nguyên set đồ khủng luôn nè. Đấy là năng của đàn sát là thằng B, nguyên set đường môn khủng luôn á. Mà giờ không có ạc, nó là thằng ở hồng môn, nó muốn cũng tách ra nó là ba, không có ạc nên là Khải phải chuyển về cái ạc đường môn 79 để Khải đánh nè. Nói chung là Khải muốn cho anh em xem cho nó vui. Thường thường thì anh em xem trận tống kim 21 giờ của gạc trung cấp này, giỏ đăng này thì anh em thấy nó cũng ok, rất ok, nó rất là đông người, mỗi bên dao động 160 đến 170 ạ. Thì Khải muốn mua ạc đường môn để Khải đánh cho anh em xem cho vui, mà mua không được nên là Khải đành phải lạp một ạc nhỏ level 79 để chuyển hết tất cả sắc đồ VIP của đường môn Khải sắm mấy năm nay về cho cái ạc đường môn 79 anh em. Nên là sắp tới đây thì cứ mỗi tuần thì Khải sẽ giao lưu hai buổi tối 21 giờ anh em, là 9 giờ tối Khải sẽ đánh hai trận sơ cấp 79, rồi còn lại là 4 trận Khải sẽ đánh trung cấp đó, đánh cho nó thay đổi cho nó vui cái tống kim anh em. Đã thích thì đừng quên cho một like chia sẻ nha. Ok, Khải sẽ cho anh em xem set đồ này nha. Đây,